Hello các bạn đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay, hiện tại thì mình sẽ chơi trên cái bản đồ đảo quân sự. Ủa ơi, cái gì vậy? Mới xuống mà Huân Nhi đã bị gục xuống công ạ. Ơ kìa. Hai thiên linh cơ hả? Căng vậy công ơi. Ok nó một. Ủa ơi, sợ thiệt. Không hiểu sao mà hôm nay thung lũng có vẻ như là khá là căng. À, cứu nhau được cả. Cứu nhau này thiên điện. Ok, lốc luôn. Chú định làm gì cho nó vậy hả? Rồi. À, phía trước mặt ở ngay hướng NE cũng có người luôn. Đây. Hiện tại thì mình sẽ qua ngay để xử lý thanh niên đó cái đã. Ủa ơi, Chạy nhanh vậy thanh niên. Công nhận là bạn này chạy khá là nhanh luôn. Hiện tại thì mình đang đeo cái mặt nạ Pharaoh nha mọi người. Phải nói là đây là một cái mũ mà nó khá là thú vị. Tức là có thể thay đổi theo level 1-2-3 luôn. Bây giờ là mình chưa có mũ này. Ơ kìa, thanh niên, chạy nhanh vậy. Rồi, anh em yên tâm. Bây giờ thì mình sẽ chạy qua chỗ thanh niên đó luôn, để xử lý luôn. Không cho bạn ấy đẻ trứng luôn nha các bạn. Đây. Nào. À thế rồi. Thì ra là ở phía sau thùng gỗ cơ hả? Anh thấy chú rồi. Ghê vậy. À đủ thanh niên, làm gì vậy hả? À chơi xuất gan cả. Hơi bị căng đấy nhỉ. Ơ nhưng mà tại sao hòm xăng nó lại ở bên này vậy? Mà phải công nhận một điều rằng là mấy người đồng đội của mình thì loot đồ quá là nhanh luôn. Nên là thôi kệ đi. Có súng gì thì bây giờ chúng ta chơi tạm súng đó vậy. Có lẽ là mình sẽ kiếm thêm đạn cũng như là kiếm thêm những cái trang bị súng. Từ từ rồi kiếm anh em ạ. Không phải lo. Nhưng mà chơi với ông Huân Nhi với lại sát thủ thì hai đứa chúng nó giết người cũng nhanh. Với lại kể cả là loot đồ cũng nhanh luôn. Nên là nhiều khi có đồ mà mình còn chưa kịp loot chạy đến đã hết rồi công ạ. Đây, bây giờ là ba lô. À đâu, mình còn chưa có cả ba lô nữa cơ. Trong khi đó thì hình như là sát thủ với lại Huân Nhi thì mỗi người cũng đã có cho mình được ba lô rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? Tôi thì không có ba lô này. Anh em thấy chán cảnh chưa? Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại cái khu vực thung lũng ở đây. Nào, quan trọng là bây giờ tôi muốn kiếm cho mình được một cái ba lô cái đã. Ok, nhưng mà ba lô ở đâu vậy? Chơi hay là bơm máu cái đã? Khan hiếm máu quá cơ công ạ. Nãy giờ thì bây giờ mới có thể bơm máu được. Đây mà công nhận là Huân Nhi với lại sát thủ thì hai ông này chạy nhanh thật. Cậu ông ơi, chạy chậm hộ tôi với. Trời ơi, hôm nay công nhận là nghèo thật công ạ. Ngay cả một cái ba lô thì tôi còn không có nữa. Với lại thì túi cứu thương chẳng có cái túi cứu thương nào luôn. À đây có hòm sắt này. Ngon. Ơ. What the hell. Nhưng mà vẫn không có ba lô công ạ. Ngoại trừ là có thêm cái mũ một. Thì là cái mặt nạ Pharaoh của chúng ta nó đã thay đổi. Đó. Bây giờ là lên mũ 2 rồi nha mọi người. Mình cũng không biết là nên gọi cái này gọi là mũ Pharaoh hay là mặt nạ Pharaoh nữa. Nhưng mà thôi kệ đi. Sao có được không ạ? Tôi nghĩ rằng là nên gọi là mũ thì đúng hơn. Vì là nó có thể thay đổi được. Thay đổi theo level 1, level 2 và level 3 luôn. Ơ kìa, team nào vậy? Ui giời ơi, mấy thằng bạn mình nó nhanh tay quá cơ. Ok. Đây, chạy qua luôn. Xem là còn ai nữa không nhỉ? Ui giời ơi, kia rồi, anh thấy chú rồi. Ok, xong luôn. Đây, nhanh chóng để loot đồ cái đám mọi người ạ. Rồi, rất là nhiều đạn tiểu liên luôn. Ngon, có cả mũ 3 luôn. Và đây chính là cái mũ level 3 Pharaoh nha mọi người. Đó, anh em thấy đẹp chưa? Phải nói là rất là đẹp luôn công ạ. Nhưng mà công nhận là nó hơi bị dị thật. Đây, hòm sắt này thì... À, không có gì để cho tôi lượm cả công ơi. Ơ kìa, một chiếc xe, hai chiếc xe luôn. Xấy chúng nó ông ơi, đừng để cho chúng nó chạy. Ủa ơi, định chạy lên để đâm mấy thiên nhiên này hả? Ây, sát thủ ơi. Trời ơi, sát thủ ơi. Ơ kìa, vẫn vào xe được cơ hả? À đủ thanh niên.
Xong luôn. Ai bảo là thích chơi nhây với team của anh làm cái gì? Ông này lại còn dám phi xe lên để chơi team của tôi nữa thì thôi xong. Xác định thanh niên. Ra đi hơi bị sớm. À đây, thằng bạn nó luôn này. Úi giời ơi là úi giời ơi. Các ông thấy chưa? Cơ bản là hai ông này kiểu ngáo ngáo mà. Mỗi ông thì chạy một chiếc xe luôn. Trong khi đó thì team của tôi có tận 3 người cơ. 3 người thì chắc chắn là sẽ có lợi hơn 2 người. Đây, bây giờ là chúng ta sẽ chạy xuống dưới này. Đấy, và tất nhiên là tôi sẽ lấy luôn con xe của bạn này để chạy rồi. Ngại gì, có xe không chạy chẳng nhẽ lại đi bộ hả? Ủa ấy, cậu ông ơi, cậu ông làm gì vậy? Thua luôn. Vâng, sát thủ với lại Huy Nhi ngáo chó thì đã bắn nổ xe của mình. Thôi xong, thế là bây giờ cả ba đứa phải chạy bộ. Không hiểu sao nữa nhưng mà thi thoảng sát thủ với lại Huy Nhi chúng nó chơi chó như vậy không ạ? Toàn có bắn nổ xe của tôi thôi. Ây da, à con nấm này, ăn tạm nấm cái đã nhỉ. Ok, ngon. Đây, bây giờ thực hiện vài cái hành động để trêu ngươi cái bọn sát thủ với lại Huy Nhi luôn. Trêu ngươi hai đứa chúng nó luôn. Nào, quên nào. Đây, các ông chờ tôi tí. Ok, vỗ tay. Vỗ tay nào các ông. Nào, hello, xin chào luôn. À, hai thằng bạn mình là Huy Nhi với lại sát thủ thì hiện tại các bạn ấy chỉ có được một cái động tác khuyến mãi. Là cái động tác đó thôi. Chứ còn là tôi thì bây giờ hiện tại là có cả 3 động tác cơ các bạn. Có một số động tác thì các bạn sẽ không thể mua trong shop được. Và thay vào đó sẽ là ở trong cái vòng quay may mắn chẳng hạn. Có thể là như vậy. Ờ kìa, trước mặt chúng ta ở ngay hướng 195 thì sẽ có thính luôn nha anh em ơi. Đây, các ông yên tâm, tôi sẽ chạy qua ngay. Chạy qua ngay xem là thính này thì chúng ta sẽ có được cái trang bị hay là súng gì đây không? Nhưng mà tôi vừa nhìn thấy người ở chỗ này rồi. Phương án trước hết là chúng ta sẽ phải xử xong người cái đã. Sau đó là sẽ đi lượm thính sau nha mọi người. Ây à, càng vậy, à kia rồi. Đây hả thanh niên. Ui giời thanh niên. Chạy đi em ơi, xong luôn. Vâng, hiện tại thì mình đã có được 5 kill. Đây, khá là nhiều trang bị ngon. Ơ mà không hiểu sao ngày hôm nay tôi dùng Baloba nhưng mà cảm giác nó lại đựng được khá là ít đồ nha mọi người. Ây à, chắc là cảm giác vậy thôi. Chứ còn là Baloba nó đã rất là thoải mái rồi nha em ạ. Bây giờ thì sẽ là thời gian dành cho ít phút quảng cáo. Hiện tại thì mình có livestream bên cái app Nonolive và ID của mình sẽ là 4739-7760. Các bạn có thể tải cái app Nonolive này tại App Store hoặc là Play Store để có thể follow để ủng hộ cho mình nha. Thank you mọi người, mình sẽ livestream bên cái app này hầu như là mỗi tối luôn nha mọi người. Bây giờ là nên chạy đi đâu đây công ơi? À, có lẽ là sẽ nên chạy theo Huy Nhi lớp luôn nha mọi người. Đây, hình như là Huy Nhi đã phát hiện ra là có mục tiêu công ạ. Và tôi thì cũng muốn kiếm thêm cho mình được mạng thôi. Trong trận đấu trừ đi 3 thanh niên của team mình thì vẫn còn tận 7 thanh niên. À rồi, ok, let's go. Thử chạy lên cái khu dân cư này xem. Xem là bây giờ còn mấy thanh niên nữa nhỉ? Ơ, không thấy ai đâu mọi người ạ. Thôi xong. Một bạn thì đã phải rời khỏi cái trận đấu khá là sớm. Và số lượng người chơi thì lại ít đi một bạn rồi. Thế là team của tôi lại có ít đi một kill công ạ. Buồn thật. Đây, mình đang ở trong cái vùng nguy hiểm luôn. Nhưng mà không sợ anh em ạ. Quan trọng là đi kiếm người mà. Kệ luôn. Nếu mà bom rơi chết thì chúng ta sẽ bắn mới thôi. Không có gì phải ngại cả. Đây, ok. Sau cái quá trình chạy rất là tích cực nhưng mà hiện tại thì xong, vẫn chưa thấy ai cả. What the hell, chán vậy. Hay là tôi sẽ thử lên trên cơ nào. Đây, phía trên này. Ây, cũng không có ai luôn. Ây à, chán quá.
Ok ngon, giảm thanh. Mình sẽ trang bị luôn giảm thanh vào cái khẩu súng Ska. Rồi. Hôn Nhi với lại sát thủ thì nãy giờ cũng chưa có kiếm được ai luôn. Không biết là các bạn ấy đang ở đâu rồi. Nhưng mà bây giờ chạy mãi tìm không có ra một ai luôn. Đây, tôi sẽ chạy một mình theo cái hướng ở chỗ này coi nào. Biết đâu là... À, ở ngay hướng FVK thì có thính luôn. Đây, tranh thủ chạy qua lượng thính luôn. Mong rằng là sẽ không có team nào gọi là phục kích để săn mình ở đây. Nào. Ui giời ơi, ngon quá. Và đây chính là cái khẩu súng Rosa nha mọi người. Khẩu này sấy phải gọi là thôi rồi. À, ở phía trong này có người. Đâu? Anh em thấy người chưa? À, tôi đã thấy được cái vị trí rồi. Kia rồi. Có hai người cơ hả? Ba người, bây giờ là ba thanh niên rồi nha em ơi. Nhưng mà một thanh niên thì đã bị gục. Ấy, bốn người luôn. Căng vậy. Căng vậy không ơi. Đây nữa hả? Úi giời ơi thanh niên. Làm gì vậy hả? Ấy sát thủ ơi, mạng của tôi. Trời ơi, sát thủ lại có thêm mạng kìa. À thấy rồi. Bên dưới bây giờ chỉ còn một thanh niên nữa thôi nha mọi người. Đây, ở ngay chỗ này thôi. Nào, coi nào. Ơ sát thủ ơi. Bị gục rồi kìa, đáng thương chưa? Đây, sĩ kẹo cứu ngay. Sĩ kẹo cứu ngay. Ơ kìa, nó cố nó giết bạn mình luôn. Thanh niên này. Ok, cần nhân số gấp luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.